hãy cùng chúng tôi dấn thân vào hành trình khám phá sự sinh tồn nguyên thủy của nhân loại, chứng kiến những cuộc đấu tranh, sức mạnh và quá trình tiến hóa đã tạo nên con người như chúng ta hôm nay. Chúng ta đang du hành ngược hàng triệu năm để chứng kiến một chàng trai Homo habilis trẻ tuổi sinh tồn với túp lều gia thú thô sơ của mình. Một ngày mới lại lên, chàng trai bước ra khỏi lều, hít sâu và nhìn khắp bốn phía. Anh kiểm tra lại các cột chống lều, kéo căng dây buộc bằng vỏ cây để mái ra không bị gió bứt tung. Mồ hôi chảy trên gương mặt sạm nắng dưới ánh mặt trời gay gắt, loàng thành vệt sáng. Tiếp tục cuộc hành trình đi tìm thức ăn, anh rời khoảng trống trước lều, men theo bìa cỏ cao. Trên vai đeo một chiếc ba lô đan bằng cỏ khô, tay cầm chiếc rìu ghép từ gỗ và đá, cán chắc, lưỡi sắc. Ngay trước mặt là một bụi măng đội đất, mũ non còn ướt sương. Anh ghì chặt cán rìu, đào xuống gốc, nạy khéo để không làm nát mầm. Nhát bổ gọn, dễ bật lên, nhựa trắng bắn trên đôi bàn tay chai sần. Anh gom măng, xếp gọn vào túi lá, khoác lên vai cho nhẹ. Bàn chân trần in sâu trên nền đất nứt nẻ, mỗi bước chắc nịch xuyên qua lớp cỏ ướt sương. Về đến lều, anh đánh lửa bằng đá lửa. Tia lửa lóe qua, làn khói mỏng, ngọn lửa bùng lên. Anh chùm thêm cành khô, thổi đều cho lửa bắt mạnh, đỏ hồng dưới đáy nồi. Nồi đất được đặt vững trên bếp, măng thả vào, thêm nước suối vừa đủ. Nước sôi sùng sục, hơi nóng bốc dày, hương măng non lan khắp lều. Măng chín, một bữa sáng ấm bụng cho ngày dài trước mắt. Anh múc canh vào bát gỗ, thổi chậm, nhấp ngụm đầu tiên, cơ mặt giãn ra trong niềm vui nguyên thủy. Bỗng nhiên, anh nghe một tiếng động lạ từ bụi rậm gần đó. Anh khựng lại, nghiêng đầu lắng nghe, tiếng khịt mũi nặng, tiếng đất bị húc tung. Hóa ra là một con lợn rừng to béo đang lùng sục bên rìa rừng. Nhưng anh không chọn cách đối đầu trực diện, một kế hoạch lóe lên trong đầu. Anh lùi về khoảng đất trũng, anh cuốc đất mở miệng hố, cọc nhọn cắm dưới đáy, lá khô phủ lên, ngụy trang khéo léo. Anh rồi nấp sau một bụi cây, nín thở chờ đợi. Mặt đất rung lên từng nhịp khi lợn rừng lao đến. Trong chớp mắt nó sụp xuống hố, cánh lá rách toạc, tiếng giống vang rền cả khoảng rừng. Anh bật dậy, dương giáo dồn lực vào một cú đâm gọn, tiếng giống lịm dần rồi tắt. Anh kéo xác lợn ra khỏi hố, bắp tay nổi gân, mỗi bước nặng chĩu chiến lợi phẩm. Về tới lều, anh mổ thịt bằng lưỡi đá, xẻ phần nạc, giữ phần xương làm nước. Thịt xiên lên cành chè, đặt ngang trên than hồng, mỡ rơi tí tách, khói thơm bay cao. Da vàng phồng, nổ lách tách, hương thịt nướng lan đi, quấn lấy gió cỏ động. Anh xé lớp da giòn, nhai ngấu nghiến, hạnh phúc hiện ra trong sự giản dị thô mộc. Bất ngờ, có tiếng bước chân dè dặt dừng trước lều. Một cô gái Homo habilis đang mang bầu xuất hiện, mắt dõi theo miếng thịt nướng. Bước chân chậm, tay đan chặt, vẻ ngại ngùng lẫn đói khát hiện rõ trên gương mặt. Anh khẽ gật đầu, ra hiệu mời vào, bẻ miếng thịt chia cho cô. Cả hai ngồi bên lửa, ăn trong yên nắng. Mùi thịt, mùi khói và nhịp thở chậm lại nối họ gần nhau. Màn đêm buông xuống, sao lên lác đác. Họ trụm cho giữ than ấm rồi ngủ cạnh ngọn lửa hiền. Ngày mới lại lên, người Homo habilis lại tiếp tục cuộc hành trình đi tìm thức ăn. Nhưng lần này anh không đi một mình,
mà đi cùng cô gái Homo habilis mang bầu. Hai người đeo túi lá, cầm rìu và giáo, rời lều theo lối mòn dẫn ra bờ suối. Tiếng nước róc rách dưới tán cây thấp, hơi mát từ dòng chảy làm dịu bờ vai mỏi. Họ quỳ bên mép nước, lật những hòn đá phẳng, phát hiện cua bò lẩn trong rêu. Anh thọc tay nhanh, tóm gọn một con. Cô mỉm cười khẽ, đôi mắt dịu lại. Kiên nhẫn, họ bắt thêm vài con, bỏ vào túi lá đan, cố giữ ẩm để cua không chết. Họ trở về lều, nồi đất lại được đặt lên bếp lửa vừa nhóm. Nước suối trong vắt đổ vào, cua thả xuống, hơi nước bốc dày, mùi ngai ngái chuyển dần sang thơm ngọt. Hai người ngồi xếp bằng bên bếp, dõi theo mặt nước sôi sục, sinh tồn hóa thành dinh dưỡng. Bất ngờ, một con gà rừng lững thững đi kiếm ăn ngang qua khoảng trống trước lều. Cả hai nhìn nhau, ánh mắt lóe lên, món thịt giàu đạm hơn cua vừa hiện ra trước mặt. Họ cùng nhau bện dây thừng nhỏ bằng sợi vỏ cây, dựng một chiếc bẫy thòng chân đơn giản. Anh đặt bẫy đúng lối gà hay đi, cô rắc vài hạt mồi nhỏ dẫn dụ. Cả hai nấp sau bụi cỏ, nín thở. Gà rừng mổ mấy hạt, vước thêm một nhịp. Sợi thòng lập tức siết lại, cánh đập phành phạch. Anh lao ra, ấn chặt đôi cánh, giữ an toàn. Họ nhổ lông gà bên bờ đất, gom sạch lông vào một góc để không thú thú giữ. Bếp lửa được trùng cao, xiên gà đặt thẳng lên than, mỡ nhỏ vào lửa xèo xèo thơm ngậy. Da gà chuyển vàng rộm, hương thơm ngây ngất tràn lều. Cả hai hít hà, mắt ánh niềm vui. Khi thịt chín, hai người cùng ăn. Miếng đầu tiên nóng hổi làm ấm bụng và ấm lòng. Gió chiều thổi qua cỏ cao, mang mùi ẩm của đất và khói bếp vắt ngang thảo nguyên. Mặt trời ngả tây, họ giải thêm cho phủ than, cất rìu và giáo vào góc an toàn. Trong lều nhỏ ấy, giữa những bữa măng, bữa cua, bữa gà rừng nướng vàng là ngọn lửa nhân tính không tắt. Họ giữ nhau ấm, chia nhau miếng ăn, chia nhau cảnh giác và chia nhau niềm hy vọng giản dị của loài người thuộc bình minh.